Gì cái phận? Bạn gái nó vừa mới mất, chắc không ngủ được. Này, tôi biết ông thầy có thể giúp ông cải thiện giấc ngủ đấy. Ta làm, tôi dẫn ông đi. Thứ này sẽ giúp cho con ngủ ngon đấy. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Anh dậy ăn sáng đi, hôm nay em nấu món anh thích nhất đấy. Từ nay em sẽ không rời xa nữa đâu. Nào, được rồi. Mà thằng Duy thằng Nghĩa này, không biết, điện đoán cũng chả thấy gì. Ở một mình như thế, chết các bạn cũng không ai biết đâu. Đi. Duy ơi, Duy, ông làm gì thế? Sao lại vào nhà tôi? Biến khỏi đây! Cả tháng ông không đi làm rồi, mà sao ông lại thành ra như này? Tôi chỉ mệt xíu thôi, ông về đi. Ông có chắc không vậy? Có gì thì cứ đi. Ôi! Vậy mình đi xem phim tiếp thôi. Em, anh muốn chúng mình có con. Nhưng anh phải ở lại đây mãi mãi với em nhé. Tất nhiên rồi. Tôi vừa qua nhà thằng Duy, nó như một người khác vậy. Đâu, hôm tôi dẫn sang gặp thầy Bùa vẫn bình thường mà. Thầy Bùa? Không phải thầy Bói bình thường à? Ừ, hôm đó thấy ổng đưa cho nó cây gối, thấy bảo là tốt cho giấc ngủ. Ông này, đây nước của mẹ tiếp đây. Chắc chắn trong này có thứ gì đó. Mày điên à? Trả đây. Thứ này chỉ là mong chết đi thôi. Tỉnh táo lại đi. Linh mất rồi. Ông đừng trốn tránh nữa. Những thứ đã thuộc về quá khứ, đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai. Coi lại bản thân ông đi. Nếu Linh nhìn lên bộ dạng này, liệu có yên tâm nhắm mắt không? Hãy cho tôi gặp cô ấy lần cuối. Anh dậy rồi, anh xem con chúng mình làm đây. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất đối với anh. Anh định đi đâu ạ? À? Dù anh có quyết định như nào, em cũng sẽ tôn trọng quyết định đó. Hãy quên em đi, và phải sống thật hạnh phúc nhé.